Loa 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 loa, chiêng la chiêng trạ, thượng hạ tây ông, con cháu lạc hồng. Nghe đây mà các ngươi cho kỹ những điều sau. Thứ nhất, sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, nơi đang đông người. Thứ hai, chú ý bạn ơi, giữ khoảng cách giữa mọi người với nhau. Thứ ba, cần phải rửa lâu, khử khuẩn bề mặt nơi đâu chạm vào. Yêu thương, nếu có gửi trao, xà phòng ta rửa tay vào thường xuyên. Lắng nghe, hướng dẫn lời khuyên, nhà cửa thông thoáng chớ quên lau chùi. Thứ tư, nhớ kỹ một lời, không được tụ tập ở nơi đông người. Thứ năm, các bạn mình ơi, NCOV app xin mời tải ngay. Khai báo y tế hàng ngày, dấu hiệu ho sốt gọi ngay tới phường. Hoặc gọi y tế địa phương, kịp thời khai báo qua đường hotline. Vì cho cuộc sống tương lai, nếu không cần thiết ở nhà chớ đi. 5K, thông điệp ngành y, bà con thực hiện COVID sớm tan. Toàn dân, cả nước sẵn sàng, sống bình thường mới an toàn yên vui.